Rồi em chào anh. Anh chào À. Rồi anh giới thiệu đi, anh tên gì, đến từ đâu? An Giang. Cho An Giang là huyện nào anh? Chị Tôn An Giang. Dạ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sáu mươi lăm. Rồi em chào anh nha. À, anh giới thiệu đi, anh tên gì, đến từ đâu? Anh năm nay bao nhiêu tuổi? 60 tuổi. À, rồi anh kể chút xíu về việc hôn nhân của anh đi, như thế nào? Được mấy người con? Mấy trai mấy gái anh? Hai gái một trai. Dạ. Dạ chắc là cũng có vợ có chồng hết rồi ha. Rồi hiện giờ anh làm công việc gì? Mà anh chưa làm bảo vệ đó, anh ở dưới này ở chung với con hay sao? Coi như là đất cát mình bán hết. Nhà thì còn, nhà đất cát không còn. Bây giờ anh đang làm bảo vệ cho công ty ở trên mình ở Đức Hòa Long An ha. Mình làm bảo vệ đó tháng được nhiêu anh? Tháng 10 triệu sống, nên anh sống với thêm, nếu mà con bà vợ nó sống mà tiền tặng cũng được. À, vậy là anh đâu có tốn tiền nhà trọ đâu, rồi cơm nước sao? Chỉ là một ngày cho ăn một được một buổi. Rồi ở đó anh có nấu nướng gì không? Rồi anh kể gì chút xíu về tính tình của anh đi, như thế nào, cái mặt ưu điểm và mặt khuyết điểm của mình đó. Rồi bây giờ anh lên kênh của em là để tìm một người bạn đời, là anh thấy theo cái ý anh đó, là anh chọn một người như thế nào? Chung thủy, biết chia sẻ nhau,
mới 60 dặm cứng quá. Gân Ai cũng cỏ, nói vậy. gân cỏ gì muốn mất hết. Không, gân thì còn mà sao tự nhiên nó ngày lớn rồi nó đưa vô với phần anh nó thuốc rồi nó ấy vậy, chứ gân anh là còn đủ chứ không có. Sao em thấy nó chống chính giữa mà. Nó hơi đưa vô trong với phần gân anh nó Rồi rồi em nhìn kỹ đây rồi, coi như là hai cái gân kia nó đen, nó đen với nó hơi đưa thùng vô trong. lùi. Ừ. Bởi vì em cứ hai bên cắn sát mà chính giữa đâu đen thùng lùi, em tưởng đâu mắt chính giữa, trời tưởng đâu nó chạy ra đi. Em nói vui thôi nha em, có gì thông cảm bỏ qua cho em nghe, em nói vui thôi nha. Với phần em thấy ở trên màn hình nè, là khi mà anh nói chuyện á, anh cười á, là em thấy ở chính giữa trống lỏng mà, là cái hai gần gần gân em không thấy, cái này em mới kỹ lại em mới thấy, dòm cái kỹ á, nếu mà dòm không kỹ là không thấy hai gân đâu. Rồi. Sao ngày lớn tuổi cái hai cái răng cho nó đưa vô vô trong rồi nó Trời trời đó anh chắc có quen ghệ nhiều lắm nè, bị hung cái nó lâu ngày quá nó sụm vô. Đúng không? Hồi đó anh có quen nhiều không? Ừ. Vài người một là được rồi, mà anh nói chữ dài đó là tất nhiên là kéo dài ra đó là còn nhiều bà nữa. Rồi thế anh chọn một người bạn đời sau này là như thế nào? Rồi bây Biết giờ hai bên là bên vợ bên chồng như là được rồi. bây giờ theo như anh là nếu mà có một cô nào đó muốn đến với anh thì cô đó về ở với anh hay là anh về ở với bên cô đó? Coi như là về bên nào cũng được hết, về bên anh cũng được. À, về bên anh có sống chung với con không? Dạ, coi như là căn nhà hiện giờ là mình bỏ không đóng cửa bỏ đó. Dạ. Coi như là hiện bây giờ nếu mà về là anh về ở chung với bà già. Căn nhà đó là căn nhà của anh hay là của mẹ anh? Rồi, anh chọn một người phụ nữ phải có nghề nghiệp tài sản gì không? Chứ không phải là em cái gì ha, em thấy thấy trước mắt nó thứ nhất là cái tuổi anh mới có 60 à, là cũng không gọi không 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 gọi là già lắm, nhưng mà cái theo mà cái dốc dáng khuôn mặt anh đó, nếu mà nhìn sơ ngang nếu mà không biết á là nói anh từ giá 70 mấy không đó, đúng không? Rồi bây giờ sức khỏe anh như thế nào? Sức khỏe nha. Tuy rằng cái bề ngoài nó hơi cũ kỹ chút nha, chứ bề trong thì còn ngon nha. Mà ghi hình anh không có ăn ảnh hình, mà trong
coi sơ sơ à, chứ em không chưa coi kỹ không. Mà thôi đi, bây giờ anh này chụp qua hình với ghi hình rồi nhìn thấy nó hơi xấu rồi. bây giờ thì bây giờ em nói nha, anh cũng không chọn gì. Bây giờ có một chị bán vé số thương anh có chấp nhận không? Cũng được luôn. Thì em nói trước. Thì nói chung ra bây giờ cái tuổi của anh chị cũng đã lớn rồi, nếu mà đòi hỏi cao quá thì không không có được đâu. Thứ hai nữa là bây giờ anh lên kênh của em thì ban đầu anh nói là sao cũng được trơn á, nhưng mà anh phải ra ngoài phải làm theo cái lời anh nói trên đây thì anh mới có một người bạn, chứ mà anh lên trên đây mà anh nói dễ quá giờ cô nào đến với tôi cũng được hết, sau đó ra ngoài có người nói thôi em không có nghề nghiệp, em không có cái gì hết thì anh không thương, là thật sự em bảo đảm 100% là anh cũng không có người nào để thương anh. Không có ý em nói, thường thường á, thường thường mấy chị lên á thì tại sao mà hiện bây giờ là kiếm kiếm người mà để yêu là khó. Thật sự ra nói á, là ai cũng lớn tuổi chưa rồi chứ không phải như còn trẻ nữa, mà bây giờ cái tuổi của anh nó bây giờ đòi hỏi 1 tháng lương 20-30 triệu làm gì anh kiếm ra, 10 triệu là mừng lắm rồi đó. Nói chung gần tháng lương anh mà làm ra 10 triệu là cũng như là cũng ngon rồi, chứ đòi hỏi nữa là không ai tiếp ứng được dân á. Trong số đó có chứ không phải có, mà đếm trên đầu ngón tay, mà nếu mà ta có tiền đâu có thương, ta kiếm người trẻ chứ ai kiếm người lớn tuổi làm chi, đúng không đó. Nên là em nói bao gồm luôn mấy chị, nên muốn kiếm một người bạn đời để sống chung sau này thì đừng đòi hỏi cao quá, thì kiếm không có đâu, cái đó nó thật. Tại vì khi một người đại gia đi, thật sự mấy người đại gia không bao giờ kiếm ai lớn tuổi, kiếm gái không à, hoặc là trẻ trẻ là ba mấy hoặc là 40 đổ lại đó, chứ không ai kiếm mà lớn tuổi đâu đó. Theo như chú bây giờ, ủa theo như anh bây giờ anh có tiền anh kiếm trẻ tuổi hay là lớn tuổi, cái đó nói thật lòng đi, đúng không? Thì lên em thấy nhiều nhiều anh á lên đây thì cũng nói gì giờ chứ nhìn ra ngoài nó không có đúng như vậy, thì thật sự để kiếm một người thì rất là khó đó. Cái này là em chỉ phiên mấy anh chị khi mà lên mà để mà thật 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 tình á, để kiếm một người bạn đời á, thì chọn hơi cho nó dễ dễ chút xíu để mà mới có một người bạn đời sau này. Anh chiều cao mét mấy? 67. Rồi bây giờ anh thích người bạn đời sau này là mập hay ốm?65 kg. Bây giờ anh là 60 tuổi, bây giờ anh chọn là cái tuổi mà bạn đời sau này là cao nhất bao nhiêu, là thấp nhất là bao nhiêu? Lớn hơn 1-2 tuổi cũng được ha. Trẻ nhất là 55. Hên xui đi nè, bây giờ hên xui đi, giờ 50 đổ lên ha. Rồi bây giờ nói chung là anh mặn lương tháng 10 triệu được rồi, mà sau khi có vợ rồi tiền ai giữ đây? Rồi thôi, nói chung ra là em cũng cảm ơn anh để tham gia chương trình.
Thì Tiến cũng mong rằng thì tất cả cô chú anh em trước khi mà muốn lên kênh của Tiến phải suy nghĩ kỹ, là khi mà Tiến đăng cái video những cô chú anh chị em xong, là sau này cô chú anh chị em không được quyền kêu Tiến là xóa clip hoặc là gỡ clip đó. Thì để tránh thật sự Tiến làm này không phải làm chuyện chơi, mà mấy anh mấy chị muốn lên là lên, muốn xuống là xuống, rồi sau đó lại năn nỉ Tiến. Tại vì trước khi mà lên ghi hình đó thì Tiến cũng đã dặn dò mấy lần, thì suy nghĩ kỹ rồi hãy điện Tiến đó. Thì thôi em cũng cảm ơn anh rất là nhiều ha. Em cũng mong rằng sau khi em đăng cái video này lên thì có rất nhiều cô và chị để đến làm bạn với anh ha. Rồi bây giờ kết thúc chương trình thì anh nói một lời nào đi để cho mấy cô mấy chị đó nghe được và hiểu anh hơn và muốn đến làm bạn với anh. Số thứ tự á, tên và tuổi rồi nhắn qua cho em thì em sẽ cho đó. Rồi chừng nào mà nếu mà hai người mà bất cứ ai ở trên đây thì nếu mà có kết bạn được với ai đó thì phải alo cho Tiến, báo cho Tiến biết rồi nói anh còn là chị đã chấp nhận với nhau rồi thì đừng cho số ai nữa, thì báo cho Tiến biết đặng Tiến đừng có cho số ai đó. Nếu mà cô chú anh chị em mà lên đây mà được nước thinh đó thì Tiến không biết ai xin Tiến cho đó. Rồi cái người kia nói nó phiền, rất là phiền. Ừ. Rồi thôi em cũng anh nói đi. Bất cứ nếu mà ai lên chương trình của Tiến ghi hình xong là Tiến cho liền đó, miễn có ghi hình là Tiến cho liền chứ không có đợi ngày nào giờ nào hết. Tiến ghi hình xong là Tiến làm sổ sách chút xíu là Tiến nhắn qua chứ không có gì hết. Dạ mà anh cũng thiệt tình, anh chịu ngừ hiền hiền thật lòng dạ vậy. Rồi thôi em cũng tạm dừng cái buổi trò chuyện hai anh em mình hôm nay ha. Bây giờ em không gửi, thật sự em làm rồi em đăng lên là chị thấy à. Có cái là em cho số anh tự liên lạc tự tìm hiểu đó. Tại vì lên chương trình á là khi mà em đăng lên những là có đăng ký là theo dõi là máy nó báo qua hết là xem, mà có cái là em cho số anh đây, anh phải mình là đàn ông mà anh phải chủ động đó, chứ phụ nữ nào đâu chủ động. Bây giờ anh phải chủ động là điện trước đó, điện trước rồi nói là anh có lên kênh của Tiến rồi, anh xin số của Tiến muốn làm bạn với em gì đó. Đó thì nói vậy thôi, thì trò chuyện thôi, mà cảm thấy hợp thì Tiến tới, không hợp thì thôi anh xin số người khác. Đơn giản thôi chứ đâu có gì không. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái đôi, Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc nha.
Có thương Tiến nhớ cho Tiến một like, được chia sẻ, nhớ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Chào khán giả nha, bye bye nha. Anh chào.